Nấm là một trong số những nguồn thực phẩm sạch chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng có giá trị, hàm lượng protein cao với nhiều loại axit amin quan trọng. Protein của nấm không giống như protein của động vật, vì nó không gây xơ cứng động mạch, không làm tăng cholesterol trong máu nên ngày càng được người tiêu dùng sử dụng. Với đặc điểm về thổ nhưỡng và khí hậu khá riêng biệt, tỉnh Lâm Đồng được xem là địa bàn thích hợp để phát triển nghề trồng nấm, cả nấm ăn và nấm dược liệu. Hiện tại, Đơn Dương và Đức Trọng là hai huyện có nghề trồng nấm phát triển mạnh của tỉnh Lâm Đồng. Và đây là một trang trại trồng nấm Đông Cô áp dụng công nghệ cao vào trong sản xuất. Điều đáng chú ý ở trang trại này đó là nấm được sản xuất quanh năm, không phụ thuộc mùa vụ, mặt hàng đúng chỉ tiêu sản xuất an toàn và tạo dựng được thương hiệu. Tôi có khoảng 20 nhà nuôi trồng liên tục cho ra sản phẩm đối với sản phẩm nấm Đông Cô để có thể có hàng hóa suốt 365 ngày, thì chúng tôi sẽ duy trì công việc liên tục 7 ngày trong tuần. Nấm Đông Cô hay còn gọi là nấm hương, một loại nấm ăn có nguồn gốc từ Đông Nam Á và mọc hoang dại khá nhiều tại quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, trước nhu cầu lớn của con người, lượng nấm Đông Cô trong tự nhiên không đủ đáp ứng. Do vậy mà bà con nông dân đã lựa chọn giải pháp khoa học kỹ thuật trồng nấm Đông Cô trong các trang trại. Nấm Đông Cô còn có tên gọi là nấm hương, nấm hương cô. Nấm Đông Cô có dạng như cái ô, mụ nấm có đường kính từ 4 tới 10 cm, màu nâu nhạt, khi chín chuyển thành nâu sẫm. Lúc đầu mụ nấm có hình dạng nón nhọn ở giữa, sau trải rộng ra và bằng phẳng. Các thông số môi trường quan trọng cho sự phát triển của nấm Đông Cô như sau. Nhiệt độ sợi nấm phát triển tốt nhất từ 24 tới 26 độ C, độ ẩm cơ chất từ 65 tới 70%, độ ẩm không khí lớn hơn 80%, độ pH trung tính. Ánh sáng không cần thiết trong giai đoạn sợi nấm phát triển. Giai đoạn hình thành quả thể cần ánh sáng khuếch tán, độ thông thoáng trung bình. Trên đây chúng ta trồng nấm trên thân cây gỗ, nhưng trải qua nhiều nghiên cứu thì công thức được xem là trồng nấm Đông Cô thành công nhất, đó là sử dụng mặt cưa cắm gạo và bắp vôi. Ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ chủ yếu là mặt cưa cao su, một số nơi còn sử dụng mặt cưa gỗ tạp. Dù loại nào cũng cần thêm một tỷ lệ chất dinh dưỡng nhất định để giúp nấm mọc tốt. Ở đây chúng tôi đem lên một số cái nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất nấm Đông Cô. Thì đây xin được giới thiệu, đó là bốn nguyên liệu chính. Đó là mùn cưa của gỗ cao su. Đấy. Và đây là cám gạo, cám bắp và vôi. Thì tất cả cái nguyên liệu này chúng tôi đều có các cái giấy chứng nhận an toàn sử dụng trong thực phẩm, cũng như là thích hợp phù hợp trong sử dụng trong nông nghiệp, nuôi trồng. Sau đó là các nhóm sản xuất sẽ tiến hành kiểm nghiệm và phối trộn theo công thức của công ty, tiến hành kết hợp với nhóm sản xuất giống để đưa ra một cái bịch phôi hoàn chỉnh. Thì ở đây xin được giới thiệu, đây là một cái mẫu giống nấm Đông Cô đã được các bạn làm hoàn chỉnh. Thì trên mỗi một cái bịch phôi giống đó, các bạn sẽ có ghi chú ngày sản xuất cũng như là thời gian có thể đưa ra thu hoạch. Mặt cưa đã đóng bịch thì tốt nhất là khử trùng ngay, và sau giai đoạn khử trùng sẽ cấy giống nấm. Giai đoạn đầu tiên sau khi hoàn thành cái khâu sản xuất giống cũng như là sản xuất phôi bịch, các nhóm sẽ đưa về các cái dàn và bắt đầu tiến hành ủ phôi. Bịch được ủ trên sàn kệ thành một lớp, không chồng chất lên nhau, dễ sinh nhiệt và tích ẩm, ảnh hưởng đến tơ mọc bên trong hoặc nhiễm mốc. Điều kiện cho giai đoạn nuôi ủ tơ là phòng ủ phải thông thoáng, nhiệt độ trung bình là 20 độ C, ánh sáng khuếch tán vừa phải. Đây là giai đoạn cuối cùng của một lô sản xuất, khi mà các cái bịch phôi đã chuẩn bị sẵn sàng ra nhà nuôi trồng. Ở đây các bạn bên kỹ thuật và nuôi trồng sẽ rất dễ nhận biết về giai đoạn mà cái nấm chuẩn bị mọc ra. Đó là tình trạng xuất hiện các cái nổ bọng ngô trên cái bịch phôi cơ chất. Để làm từ lúc sản xuất cái giống cho đến chuẩn bị thu hoạch
là các nhóm sẽ có thời gian khoảng 3 tháng rưỡi cho đến 4 tháng để hoàn thiện các cái khâu của mình. Và chắc chắn rằng cái biệt phôi có chất này khi đưa ra nhà nuôi trồng sẽ cho ra thu hoạch tốt. Sau khi tơ ăn lan đầy bịch, bịch nấm được chuyển vào nhà trồng, tháo lớp ni lông bao ngoài ra hoặc tháo nút cổ, mở miệng để đón nấm. Ngoài ra, nhà trồng luôn luôn duy trì độ ẩm không khí từ 95 tới 98% bằng cách phun sương. Nhiệt độ lúc này giữ khoảng từ 15 tới 20 độ C và ánh sáng khuếch tán tối thiểu là 2 giờ mỗi ngày. Ở giai đoạn đầu tiên khi chúng tôi tiến hành nuôi trồng, các nhóm nuôi trồng sẽ vận chuyển các bịch phôi lên và sẽ tiến hành cắt miệng bịch để cho bịch phôi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Cộng với độ ẩm cao và lượng oxy cao sẽ kích thích cho cây nấm mọc. Tuy nhiên chúng tôi sẽ giữ lại cái bao ni lông bên ngoài để đảm bảo rằng cái bịch phôi trong thời gian đầu không bị sốc với môi trường. Sau đến khi chúng tôi thấy những cây nấm bắt đầu mọc ra là lúc các nhóm nuôi trồng sẽ tiến hành cắt cái bịch để cho ra một bịch phôi hoàn chỉnh. Sau khi bỏ lớp ni lông, nụ nấm xuất hiện và 7 ngày sau có thể thu hoạch. Giai đoạn này vẫn duy trì độ ẩm bằng phun sương, tùy điều kiện ăn tươi hay phơi khô mà chọn giai đoạn thích hợp để thu hái nấm. Thì qua đến giai đoạn thứ hai là khi cây nấm đã đạt được cái kích thước để thu hoạch, là nơi các bạn sẽ phân định cái kích cỡ của cây nấm và sẽ tiến hành thu hoạch cũng như là cắt tỉa. Nấm Đông Cô chứa khá nhiều đạm và đặc biệt giàu khoáng chất, vitamin, chẳng hạn như vitamin C, vitamin B, tiền vitamin D, canxi, nhôm, sắt, magie. Nó có khoảng 30 enzyme và tất cả các axit amin tối thiểu cho cơ thể. Bà con lưu ý, nấm Đông Cô là loại nấm có kỹ thuật trồng tương đối khó và đặc biệt trồng quanh năm thì đòi hỏi kỹ thuật phải cao. Về cơ bản thì nấm Đông Cô đòi hỏi nhiệt độ thấp và ẩm độ ổn định. Đây là loại nấm có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng, có giá cao trên thị trường. Khi chúng ta nhắc đến nông nghiệp thì sẽ có vụ mùa, sẽ có lúc này lúc kia. Thì chúng tôi mong muốn tất cả nhân viên khi tham gia vào cùng với công ty tạo ra sản phẩm, chúng ta phải tạo ra những sản phẩm đồng bộ quanh năm suốt tháng, luôn luôn có để phục vụ người tiêu dùng. Đó là mục tiêu của chúng tôi hướng đến. Nấm thu hoạch xong có thể tiêu thụ ở dạng tươi hoặc phơi sấy khô, giữ nấm khô trong túi ni lông, buộc chặt. Ngoài nấm Đông Cô tươi, nấm Đông Cô khô, hiện nay còn có các sản phẩm trà nấm Đông Cô uống rất tốt cho sức khỏe. Chính vì nguồn hàng đưa ra thị trường đảm bảo chất lượng ổn định quanh năm, mẫu mã đẹp, nên nấm Đông Cô nơi đây đã nhanh chóng tạo dựng được thương hiệu và có mặt trong các hệ thống siêu thị lớn. Hiện nay, các sản phẩm từ nấm được chế biến và tiêu thụ rất dễ dàng. Chính vì vậy, từ năm 1990 trở lại đây, nước ta coi trồng nấm được xem như một nghề và mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.